Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Rộ clip Trường Giang Nhã Phương đặt tên con trai trước giờ lâm bồn có 4 chữ. Hiện Trường Giang Nhã Phương vẫn chưa chia sẻ thêm điều gì về nhóc tỳ thứ hai, ngoài thông tin đó là một bé trai. Cách đây ít ngày, Trường Giang và Nhã Phương đã chào đón nhóc tỳ thứ hai trong vô vàn lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả. Trường Giang Nhã Phương đón tin vui hạ sinh nhóc tỳ thứ hai hôm 5 tháng 10. Hiện cặp đôi vẫn chưa chia sẻ thêm điều gì về nhóc tỳ thứ hai, ngoài thông tin đó là một bé trai. Tuy nhiên mới đây, netizen lại rần rần đoạn clip Trường Giang và Nhã Phương đặt tên con trước giờ lâm bồn. Cụ thể, Trường Giang đề cập đến nam ca sĩ Hiếu thứ hai. Anh nói với bà xã đang nằm trên giường, Trần Minh Hiếu là mặt trời sáng, thông minh và hiếu đạo. Cặp đôi trao đổi về tên Minh Hiếu, Hiếu Minh. Nhã Phương sau đó loay hoay với cái tên, cô nhắc đi nhắc lại. Minh Hiếu, Hiếu Minh, Thiên Minh ha, Võ Thanh Hiếu Minh, nghe tên kỳ ha. Trường Giang sau đó cũng gật gù trước ý kiến của bà xã, nó ngược ngược ha. Hiện chưa rõ thực hư đây có phải là tên con trai của Trường Giang và Nhã Phương hay không. Tuy nhiên, đoạn clip này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán của netizen. Trường Giang trao những cử chỉ thân mật cho bà xã trước thời khắc lâm bồn. Được biết, vì em bé chào đời không đúng như dự tính, nên Trường Giang bận công việc vào ngày này. Sau khi đưa bà xã đến bệnh viện lúc rạng sáng, nam danh hài dù rất lo lắng, nhưng phải hoàn thành công việc được sắp xếp trước. Khi được đưa vào phòng sinh, Nhã Phương bật khóc nức nở vì không có chồng bên cạnh. Khoảnh khắc Trường Giang động viên vợ qua màn hình điện thoại khiến netizen xúc động. Lúc đó, Trường Giang liên tục gọi điện để trấn an tinh thần bà xã và gấp rút hoàn thành công việc để trở về. Nhã Phương lần nữa bật khóc xúc động. Nữ diễn viên lập tức gọi cho ông xã thông báo mẹ tròn con vuông sau khi nhóc tỳ cất tiếng khóc chào đời. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.